Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay gặp lại quý vị và các bạn sau hơn một thời gian dài vắng bóng. Tôi sẽ có một video có tên là Phạt tiền đặt cọc vẫn có lời. Câu chuyện này xoay quanh một cái hồ sơ đặt cọc mà tôi mới đi tòa sáng nay. Khách hàng của tôi là người đặt cọc số tiền. Tôi đặt giả sử là giá hai bên thỏa thuận mua bán cái nhà là 4 tỷ đồng. Và phía bên khách hàng của tôi đã đặt cọc số tiền là 1 tỷ rưỡi. Tuy nhiên rằng là sau này các bên thỏa thuận trong cái hợp đồng đặt cọc là chỉ có một tháng các bạn ạ, là hồ sơ sẽ hoàn tất. Tuy nhiên thì đến nay sau khi mà 3 tháng, 4 tháng vẫn không thấy họ tiếp tục thực hiện hợp đồng, thì khách hàng tôi mới hỏi, thì họ mới nâng cái giá. Từ cái giá hai bên thỏa thuận là 4 tỷ thì nâng lên 5 tỷ. Và trong trường hợp thì khách hàng tôi không đồng ý, vì trong cái việc đặt cọc có ghi rất là rõ giá thỏa thuận không được thay đổi trong trường hợp thị trường lên hay xuống mà. Tuy nhiên không biết làm sao thì nghe nói là sau này đất sốt lên thì khách hàng tôi đã có một cái động tác là khởi kiện ở tòa án. Thì họ đưa ra cái quan điểm là trước đây họ thỏa thuận bán cái nhà này với giá là 4 tỷ đồng. Tuy nhiên thì hiện tại họ muốn rằng bán cái này với giá là 5 tỷ đồng. Thì các bạn thấy rồi, các bạn biết không? Khi cái giá đất, giá nhà lên như vậy thì họ bảo rằng nếu trong trường hợp nguyên đơn khởi kiện bồi thường gấp đôi số tiền đặt cọc thì họ vẫn chấp nhận hoàn lại cái số tiền này với cái đúng cái số tiền đó, vì họ cho rằng cho đến thời điểm hiện tại cuối năm đất sốt rồi, nếu trong trường hợp mà hoàn một số tiền đã đặt cọc, trả tương đương số tiền ta gọi là bồi thường thì họ vẫn còn lời. Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện này để tôi nói cho quý vị và các bạn, trong trường hợp đất tranh chấp thì rất là khó. Nếu trong trường hợp các bên đã được ràng buộc với nhau bằng cái hợp đồng đặt cọc thì ok, ông không mua thì ông mất cọc, mà ông không bán thì ông bồi thường gấp đôi số tiền đặt cọc. Cho nên nếu trong trường hợp không có những cái hợp đồng đặt cọc hoàn thiện về mặt hình thức, không có những cái tiêu chuẩn về giao dịch tự nguyện, thì rõ ràng cái hợp đồng đặt cọc chỉ cần tuyên bố vô hiệu là các bạn có thể là chỉ bị trả lại cái số tiền tương đương số tiền đặt cọc mà thôi. Tại buổi hòa giải mà bị đơn nói rằng là do giấy tờ không làm được, do giấy tờ, do đất nằm trong dự án cho nên tôi không thích nữa, cho nên vì lý do nào đó. Thưa quý vị và các bạn, kết quả của một cái vụ kiện tranh chấp hợp đồng đặt cọc vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên thông qua cái video này, tôi mong muốn làm một cái hợp đồng. Dĩ nhiên nếu trong trường hợp các bạn nào đó ở những thành phố Hồ Chí Minh và những cái Hà Nội, hoặc một số Biên Hòa, Đồng Nai có luật sư thì không nói làm gì. Nếu như trong trường hợp ở vùng sâu, vùng xa thì tìm một cái hợp đồng đặt cọc mà các bên ràng buộc nhau, các bạn ạ, ràng buộc nhau về cái tính pháp lý, để cho cái hợp đồng đặt cọc có giá trị pháp lý là một vấn đề gọi là rất khó. Hy vọng rằng tôi sẽ có những cái hướng dẫn về đặt cọc sẽ cầm tay chỉ việc quý vị và các bạn nào là cái đối tượng của hợp đồng là thửa đất, được nhà, được phép giao dịch, thông tin chi tiết. Và trong đó rất quan trọng các bạn ạ, rất quan trọng là bồi thường cọc theo quy định của pháp luật. Những cái video của tôi chỉ mang một tính chất cá nhân,
và có một cái mang tính chất tự phát là chính. Nếu trong trường hợp quý vị và các bạn, các anh chị em đồng nghiệp, các anh chị thẩm phán có những thấy những cái lỗi, những cái hạt sạn trong cái quá trình làm video thì cũng xin để lại comment để tôi nâng lên cái chất lượng video cả về hình thức lẫn về nội dung. Cảm ơn quý vị và các bạn, những người chưa am hiểu pháp luật đã đồng hành cùng với chương trình Dân ta phải biết luật ta. Hy vọng rằng còn sống là còn đóng góp cho quý vị và các bạn những cái kiến thức pháp luật cho dù rất là cơ bản nhất. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.